Ngày 3 tháng 11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trần Thị Trúc My, 25 tuổi, ngụ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Tại cơ quan công an, Trúc My khai nhận tháng 2 năm 2022, My tổ chức đám cưới với anh HVL, 31 tuổi, ngụ huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Sau đó, hai vợ chồng xuống thành phố Hồ Chí Minh làm ăn sinh sống. Thời gian này, Trúc My gọi điện thoại cho ông HXL, 57 tuổi, là cha chồng, nói rằng mình đang kinh doanh bất động sản ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Nếu ông L có nguồn vốn nào thì vay mượn giúp Trúc My để làm ăn kiếm lời, khi nào chốt đất bán xong sẽ trả lại đầy đủ. Tin lời con dâu, trong thời gian từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, ông L đã nhiều lần chuyển cho Trúc My hơn 5,1 tỷ đồng. Khi cha chồng đòi tiền để trả lại người vay, Trúc My tự soạn thảo một số hợp đồng mua bán đặt cọc đất giả để ông L tin tưởng vì thực tế đối tượng không có các bất động sản này. Mở rộng điều tra, Trúc My khai nhận ngoài chiếm đoạt tiền của cha chồng, My còn chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của chồng, 9 tỷ đồng của ông BVL và nhiều người khác ở tỉnh Đắk Nông với số tiền gần 17 tỷ đồng. Đối tượng My khai nhận đã đưa ra thông tin gian dối để lừa tiền cha chồng và người thân quen. Toàn bộ số tiền này, My dùng để trả nợ, tiêu xài cá nhân và đánh bạc trên mạng.